Thưa quý vị, qua 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, diện mạo nông thôn, nông dân của thành phố ngày càng đổi thay và chuyển biến tích cực. Góp phần vào kết quả quan trọng đó là nhờ các cấp, các ngành, địa phương đã vận dụng nhuần nhuyễn công tác dân vận trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Với việc xác định chủ thể thụ hưởng trong chương trình là người dân, nên ngay từ khi triển khai chỉ thị 18, các cấp ngành địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích và trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Nổi bật, qua công tác dân vận khéo, đã xuất hiện nhiều hộ gia đình hăng hái tự nguyện hiến đất, tháo gỡ tường rào cổng ngõ, đóng góp ngày công để mở rộng đường, xây dựng hạ tầng. Đây là những nguồn lực cần thiết góp phần thay đổi căn bản diện mạo nông thôn Đà Nẵng ngày nay. Thì trong quá trình triển khai làm việc thì cũng không tránh khỏi những cái khó khăn, ví dụ như là đất đai còn chật hẹp, thì một số hộ đã có một cái tinh thần rất là tốt là tự động hiến đất, và còn một số chỗ thì bà con cũng đồng lòng để bỏ tiền ra mua để mở rộng cho đáp ứng cái tiêu chuẩn của con đường. Trong quá trình dân vận, vai trò của đảng viên trong việc nêu gương cũng được các địa phương chú trọng, đặc biệt là phát huy vai trò của bí thư chi bộ cơ sở với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, tích cực vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp, góp phần giữ vững các tiêu chí nông thôn mới qua nhiều giai đoạn. Tinh thần của đảng ủy như chi bộ triển khai ra là đảng viên phải đi trước. Khi tham gia vệ sinh, xách cái dụng cụ, cái chậu, cái sản ra để mà dọn vệ sinh thì phải đi trước để nhân dân cái đó làm đua theo. Bây giờ nhân dân họ rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng. Tuy nhiên, và đảng viên phải là đào tạo gương mẫu. Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã có những chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo, trong đó nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác dân vận mà các cấp ngành từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã phải quan tâm, chú trọng. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các địa phương, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông các chủ trương, cơ chế chính sách của thành phố về việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, kịp thời, hiểu rõ và cùng tham gia đầu tư, chung sức xây dựng nông thôn mới và triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 nhằm cổ vũ, động viên, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Được biết, giai đoạn 2012-2022, tổng nguồn lực huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố đạt hơn 7.300 tỷ đồng, trong đó người dân đã tự nguyện hiến hơn 178.000 m² đất, tiền của, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và đóng góp hơn 21 ngày công lao động.